Hello, chào mừng tất cả các bạn đến với trận bán kết đơn nam giải cầu lông FL Badminton. Giải được tổ chức ở Nguyễn Học Badminton. Nguyễn Học Support. Rất dẻo. Nguyễn Học đang trở lại tay vợt đơn nam phong trào lừng lẫy một thời. Với nội dung phong trào rất khéo, hai đôi vợt đánh rất nhẹ nhàng nha, rất bình tĩnh, kéo lưới hay quá. Hai vận động viên đều sở hữu kỹ thuật rất tốt và rất đẹp mắt. Hai nhịp kéo lưới, vâng, hai nhịp và kéo lưới động tác như một. Anh Vinh Phú cũng trả lại bằng một pha kéo hai nhịp. Một đường cầu hay, rất khéo, vẫn còn. Đúng là cứ có support đồng quay là các vận động viên đánh hay hơn hẳn anh em. Rất lắc, cầu không qua lưới. Điểm số như 3-6 hay 3-7 gì đấy. Về rất mượt. Hay quá. Rồi Nguyễn Học bật chân rất tốt nha. Anh Minh Phú thì đang rút ngắn khoảng cách còn 4-7. Phong lao khá khó chịu nhưng mà không chính xác. Một pha cầu lưỡng lự. Điểm 6-8. Rất bình tĩnh. Cơ hội tấn công. Điểm rất chắc. Xử lưới. Hai nhịp, hay quá. Chúng ta tiếp tục với trận bán kết đơn nam. Quả này chết rồi. Điểm số 9-7. Hai nhịp rất hay. Tiếp tục đẩy, đẩy kiểu đấy rất khó chịu nha mọi người. Đấy, xong rồi trả lại bằng cầu không lao. Quá hay. Đẩy. Về rất căm. Điểm số 8-10. Rất bình tĩnh, rất chủ động. Rất khó. Điểm 11-9. Non quá. Rất bình tĩnh. Hợp lý. Chanh nghĩa là chết à? Mười 13 anh em. À nhầm, 14-10 thì phải. Rất hay. Nhập hai nhịp kia. Tiếc quá. Rất dẻo. Khéo quá. 16-12. Được cầu tốt. Rất bình tĩnh, rất dẻo. Ui, hay quá nhá. Nói chung đã vào đến vòng này thì các vận động viên tay đều đã rất bon rồi. Ở vòng ngoài xem thì có vẻ không hay lắm, nhưng mà đã vào những vòng sâu như này bắt đầu tay nóng và bon hết rồi. Cũng bây giờ bắt đầu là hơi cứng. Đập cả người, rất chuẩn. Điểm 18-14. Rất khéo. Các vận động viên đang đánh rất bay bổng anh em.
Xoa kia rất may mắn. 19-14 này. Rất bình tĩnh. Điểm đang là 22-14 nhưng mình Nguyễn Học rồi. 23-14 rồi. Nguyễn Học sẽ vào trận chung kết và đối thủ của Nguyễn Học trong trận chung kết chính là Tiger đã giành chiến thắng trước Sport Hùng. Sủi lưới hay quá, không đuối rồi. Thôi thằng em nó gần chục tuổi. Bắt đầu chân có vẻ là chân có vẻ là sắp hơi thọt thọt rồi. Nguyễn Học dạo này đang trở lại em, hay quá.